Cứ cuối ngày á, là mình cứ đặt cái câu hỏi là tối nay ăn gì, tối ăn gì trời, táo nay ăn gì trời, kiểu vậy cô chú anh chị. Khi mà cô chú anh chị mình có cái hũ mắm mực ở trong nhà là cô chú anh chị mình không có cần phải lo cái việc mà táo nay phải ăn gì, bởi vì á chỉ cần có cái chén mắm mực như thế này thôi là cô chú anh chị mình ăn món gì cũng ngon hết, hay là ăn bánh tráng cuốn như vậy cũng rất là ok, tại vì cái món bánh tráng cuốn á nó giúp cho mình ăn được nhiều rau cô chú anh chị đó. Cho nên là thiệt sự luôn, món bánh cuốn là luôn là một cái món ăn mà được đề xuất khi mà bạn bè đến nhà chơi nè, hay là bữa đó mình không có biết ăn món gì thì bánh tráng cuốn nó sẽ đỡ bớt cái sự nhàm chán trong các cái bữa ăn của chú anh chị ha. Và chấm mắm mực hết bài hết ý luôn mọi người, tại vì mắm mực nhà thuộc cô ba em đi mắm mới cho nên con mực á, thịt mực nó còn dày dẻo dai và ngon ngọt của chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà không ăn được mặn nhiều á và không ăn được nguyên con mực được thì cô chú anh chị mình nên cắt nhỏ ra, tại vì để nguyên con như thế này thì nó hơi mặn một chút. Mình phải ăn cái miếng thiệt là to lên thì cái miệng em nó hơi rộng cho nên em ăn to được cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng thưởng thức với em qua màn hình nhỏ món bánh tráng cuốn rau thịt chấm mắm mực. Em ăn trước nha cô chú anh chị, cô chú anh chị mình mua về nhà thưởng thức sau nha. Mời. Ngon ghê của chúng chị ơi. Cái nước mắm mực á, cuốn bánh tráng hay là trong bún thì đều ngon. Ăn nguyên con mực á là phải một miếng thịt cà to, kiểu giống như là liệu cơm ghép mém nhà của chúng chị, có nghĩa là cơm mình nhiều thì mình ghép mém nhiều, còn cơm mình ít thì mình ghép mém ít. Ngon quá. Trời mưa mưa của chú anh chị có chén mắm mực mặn mặn như này ăn ấm bụng liền của chú anh chị, ấm người liền luôn. Mắm mực mấy cái tháng này nó hơi hiếm đó nha, nó hơi khan của chú anh chị, tại vì trời mưa ghi nghỉ biển hết rồi. Cô chú anh chị mình thấy em đang có mắm mực mới của chú anh chị mình đặt mua đi, để gì mình để dành ăn tới Tết cũng được luôn cô chú anh chị ơi, tại vì mém em đi mém nguyên chất không có sợ bị hư nha cô chú anh chị.